Alo, cho con hỏi chú có phải là chú Hùng không ạ? Dạ, con là em của anh Thi Lê ấy, chú. Là anh con là trạm cứu hộ những bé mà bé chó bị bỏ rơi rồi chú. Thì con có nghe anh con nói là chú đang bị đang trên đường về quê thì bị Covid đúng không chú? Dạ, bây giờ chú cho con hỏi là chú có cần anh em con giúp đỡ chú gì không? Tại vì nghe cái hoàn cảnh chú vậy thì vậy nha, anh em con cũng thấy cảm 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 động á chú. Nói chung là chú giờ cũng đang bị mà F0 nằm ở trong bệnh viện cách ly thì chú cũng khổ, nhưng mà giờ chú đâu không biết nói gì. Nếu mà anh em của con á giúp được chú á, được cái gì giúp giúp được thì chú nâng hơn, chứ giờ chú không biết nói gì cho, tại vì chú không có đi đâu được, mà cũng ngồi có một chỗ một anh Dạ chú cho con hỏi. cho chú giờ chết hết trơn rồi, không còn con nào hết trơn Ồ mà sao mà chết vậy chú? công an nó nói là chó bệnh lây, mà bác sĩ á phải nói là chó bị bệnh lây qua cho người, cho nên là giết hết trơn của chú rồi, Người ta giết hết làm trơn nhưng 15 mà con, dạ là 15 bé luôn hả chú? giết hết không còn con nào của chú dân, chú mới hay đây thôi. Dạ chú cho con hỏi là người ta làm cái gì tụi nó chú, tụi bé chú. Người ta thiên quỷ nó hết rồi, Trời ơi. Bây giờ chú đang ở đâu, ở tỉnh Long An? bây giờ chú ở đang Cà Mau. À bây giờ chú về Cà Mau rồi hả? Bây giờ là 15 bé chó của chú là không còn một bé nào hết. Mà chú mới nhận được tin đây thôi hay sao? Mới nghe tin hồi chiều và chiều nay thôi. Nên là nghe như vậy là rất là thấy là thương mấy bé. Ủa mà tại sao lại bà bác sĩ đó, tại sao bà lại thi quỷ được, bà nhờ công an hay sao? Dạ đúng rồi, cái đó là bà lên tiếng là công an thi quỷ đi sao giờ. Trời ơi, thi quỷ hết luôn hả chú? Thi quỷ hết, không còn con nào hết. Ông Rồi mà lúc kêu vô xét nghiệm á, thì nó nói chú nó không có nói chú bệnh hay không, mà nó là chú đi cách ly. Rồi bà bác sĩ mới nói á, chú mà người nhà chú là cứ lại nhận cho về nhà người quen á, nhận tới về giùm đi mình lại lấy. Thì khi Quyên nghe tin là bị cách ly á, thì bà bác sĩ mới tiên nói là mấy con chó này nó lây qua người, cho nên là tiêu hủy hết để nó lây lan. Rồi Trời từ đó sau ơi. là 3 ngày sau là mới mới tiêu hủy, chứ còn không có tiêu hủy ngay ngày đó, Dạ. không đêm đó không đi, mà sáng lại cũng không đi luôn, thấy những con thấy chó, nhưng Dạ. mà chưa lại thì nghe tin là nó Ê, không có tiêu hủy vô hết. Hai chào cả nhà, thì hôm nay thì Lê làm cái clip này thì Lê rất là bức xúc luôn cả nhà. Thì cách đây cái câu chuyện này cũng khoảng ba ngày rồi cả nhà, 3 ngày rồi, 3 ngày trôi qua rồi. Thì không biết là tất cả quý bà cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì không có biết là quý bà cô chú mạnh thường quân có lên Facebook hay TikTok hay là trên những cái trang mạng diễn đàn xã hội không, thấy cái đoạn clip mà hai vợ chồng của chú Hùng này từ ở thành phố, từ ở Long An mà chạy về quê của mình lại dưới Cà Mau cả nhà. Thì có mang theo là 5 con bé chó lớn với lại 10 con bé chó con với lại một con bé mèo nữa đó, mà đang trên cái đường về thì chú Hùng này đã chất tất cả đồ đạc để thoát khỏi Sài Gòn, để trên nói chung là chở 13 con bé chó chung với lại một cái người phụ nữ là người vợ hay là người em dâu gì đó mình không biết, đèo theo trên một nguyên một chiếc xe máy luôn, rất là cực khổ cho người ta luôn. Khi mà mùa dịch này thì ở trên Sài Gòn thì thất nghiệp và không có việc làm, thì người ta mới chạy đi về 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 quê để trốn cái dịch này, trong cái cơn mà dịch bệnh này. Thì không ngờ thì đến những cái chốt mà từ Long An mà chạy về Cà Mau thì người đàn ông này chở 13 bé chó với lại một người phụ nữ chạy tức tốc để trở về Cà Mau nhanh chóng để mấy con bé chó con nó ngợp, và đang trên đường về gần tới Cà Mau rồi. Thì gần tới Cà Mau rồi đó, thì có một cái chốt kiểm dịch
bắt chú Hồ lại và test Covid thì không có thông báo kết quả gì hết, là đã là lôi chú Hùng đi cách ly và đòi tiêu hủy 13 con bé chó, nói là chú Hùng bị dương tính nên bây giờ đành phải bắt đặt đầu hoặc là nhúng nước ngọt nước cho 15 con bé chó này cho nó chết luôn. Tại vì 15 con bé chó này, một cái người phụ nữ giống như là làm cái chức vụ giống như là bác sĩ hay là tình nguyện viên gì không biết, đứng ra mặc cái đồ bác sĩ nói là 15 con bé chó này nó mang cái mầm bệnh Covid. Thực sự mà nói luôn thì không biết là cái người bác sĩ đó, cái người chị phụ nữ bác sĩ đó không biết là có học hành tới đâu hay không mình không biết, nhưng mà chưa đâu nha cả nhà. Cái bệnh Covid này nó không có liên quan gì đến con bé chó hết, con bé chó hoàn toàn không có mang cái mầm bệnh Covid trong người, mà nó chỉ chẳng hạn như là chủ nó bị Covid, thì thật sự chủ nó bị Covid đi thì nó có thể là những con virus nó bám vào lông của mấy con bé chó, thì có thể là mình xịt khuẩn xong thì nó sẽ hết thôi, chứ nó không có liên quan gì đến mà con bé chó nó mang cái mầm bệnh Covid trong người. Cái đó là sai, quá sai. Không biết là cái chị đó học đến đâu, nhưng mà chị hiện tại là chị đang tạo nghiệp rất là nhiều. Chị giết một lần 15 mạng luôn, cả nguyên cái gia đình bé chó chết hết luôn. Và chú Hùng đang rất là đau khổ, và chú Hùng đang bị cách ly trong một cái trung tâm nào đó ở Cà Mau. Thì chú Hùng sau một cái ngày đăng tải lên thì người ta biết thông tin chú Hùng với lại 15 con bé chó, 15 bé chó thì bị tiêu hủy, chú Hùng thì bị đưa đi cách ly. Thì có rất nhiều mạnh thường quân này nọ đã hỗ trợ cho chú Hùng cũng được một cái số tiền khá khá. Và hiện tại thì chú Hùng á với lại cái người em dâu đó là đang bị giống như là giữ trong cái chỗ mà trung tâm cách ly, rất là đau khổ luôn. Cả nhà cứ nghĩ đi, chẳng hạn như là 15 con bé chó giống như mình thôi, đơn giản như mình thôi, chẳng hạn như cứ suy nghĩ, cả nhà cứ suy nghĩ rất là đau đớn luôn khi mà 15 con bé chó bị nhốt trong cái chuồng. Một là mình thử cảm giác nha, nhấn nước từ từ mấy bé sẽ chết dần chết mòn. Còn hai là đau đớn hơn nữa là nhúm củi đổ xăng vô để thiêu hủy tụi nó, thiêu sống, thiêu đời từng cái khúc thịt của tụi nó sẽ giống như là rất là đau đớn luôn. Cả nhà cứ nghĩ chẳng hạn như cái người mà vị bác sĩ đó đó, cứ nghĩ là chẳng hạn như khi mà mình bị đi đem đi nhúng nước hoặc là mang đi thiêu hủy như vậy thì cái người phụ nữ có chịu nổi hay không, mà coi tụi nó cũng là một cái mạng sống vậy. Con người mình có trái tim để mình sống trên đời này thì tụi nó cũng có trái tim. Thì cái vị bác sĩ đó là không biết là ở dưới huyện Cà Mau hay là xã Cà Mau, ở dưới Cà Mau nào đó, một cái xã nào đó mình chưa có biết rõ cái xã đó, nhưng mà mình nói thật luôn, cái vị bác sĩ đó là chưa có ăn học tới đâu mà đã tạo nghiệp quá trời. Một lần giết 15 con bé chó, mà chính trong cái đoạn ghi âm mà bé My với lại mình đã nói chuyện với gia đình của chú Hùng là chú Hùng khẳng định tại cái người bác sĩ đó, tại cái người phụ nữ bác sĩ đó đã chính giống như là chính xác 100% là 15 con bé chó này mang cái mầm bệnh Covid. Cái đó sai, quá sai. Và cái người phụ nữ này, người phụ nữ bác sĩ này đã tạo một cái nghiệp rất là lớn luôn. Và cả nhà cứ nghĩ đi, 15 con bé chó thì chắc chắn bây giờ nó đã chết rồi, nhưng mà cả nhà cứ suy nghĩ lại từng cái cảm giác mà dính nước chết từ từ, và cả nhà cứ nhắm mắt lại suy nghĩ lúc đó mình sẽ như thế nào, rất là đau đớn. Nếu mình là tụi nó đổi lại, quán đổi lại thì cả nhà có chịu nổi hay không, hoặc là khi đi thi quỷ, khi mà 15 con bé chó mà bị xăng đốt, lửa đốt vô người, nó ngấm từ da từ thịt, rồi lúc đó tụi nó la ép đau đớn lắm cả nhà. Cả nhà cứ suy nghĩ đi, chắc mình nghĩ cái người phụ nữ này không có yêu thương chó. Mà khi mà mình giống như là chẩn đoán một cái công việc nào đó thì mình phải chẩn đoán cho chính xác. Tại vì mình học một cái ngành y, mình làm một cái vị bác sĩ, thì ra nghề không biết học như thế nào, mình ra được cái bằng là được làm bác sĩ chẩn đoán bệnh, thì mình chẩn đoán cho chính xác tí xíu. Chẩn đoán mà sai là coi như là coi chừng tạo nghiệp đó. Hiện tại là cái người phụ nữ này là nghiệp quá trời nghiệp luôn.
Thứ nhất là trên mạng thì người ta sẽ của xã rồi đó. Thứ hai thì tất cả cộng đồng mạng yêu động vật, người ta coi như là người ta đang rất là bức xúc, người ta không có kiềm chế nổi, chắc chắn luôn mình nghĩ một điều đó. Thì hôm nay Thi Lê cũng bức xúc lắm, nghe được cái thông tin và nói chuyện với lại chú Hùng, với lại cái người phụ nữ mà đi theo chú Hùng đã chia sẻ, mình rất là đau lòng. Thì sẵn qua clip này thì mình cầu mong, ba cầu mong sao để cho 15 con, 15 cả gia đình, 15 con bé chó nó được khỏe xong về miền Cực Lạc, cho nó được đầu thai kiếp khác cả nhà. Còn cái nghiệp này chắc chắn là người phụ nữ này sẽ không bao giờ tránh khỏi. Thì hôm nay mình làm clip này để cho mọi người biết là người đàn ông chở 13, 15 con bé chó trên một chiếc xe máy, lúc mà về tới Cà Mau thì 15 con bé chó đã bị bên cơ quan chức năng bắt đi tiêu hủy sống. Và chú Hùng với lại người em dâu đó là đã bị đưa đi cách ly ở trung tâm. Rất là buồn, một câu chuyện rất là thật sự mà nói, nghe mà xót xa. Thì Thi Lê xin chào cả nhà.